Tôi chưa chết đâu mà vội đến ăn mừng. Ơ kìa, mẹ, Sàn bỏ cả làm chạy đến đây vì lo lắng cho mẹ. Sao mẹ lại nói thế? Chả biết đến thăm hay là có ý gì khác. Có khi trong bụng ấy đang buồn ấy, vì tôi chưa chết ngay nhé. Ơ kìa, mẹ ơi, sáng ra mẹ không cần phải vất vả thế này đâu. Bọn con ăn gì chả được. Như thế làm sao được? Đang thời kỳ như thế này á, phải ăn uống cho đầy đủ. Mà ăn xong nhớ uống hết cốc nước cam rồi mới được đi làm đấy. Nào ngồi xuống đi. Dạ. Tối nay ấy, mẹ sẽ làm món bún riêu mà bố con thích. Mùa này ăn thế cho nó mát. Ăn xong ấy, bố với mẹ sẽ đi xem kịch. Còn con ấy, đón San về sớm nhá. Ờ, mẹ, bố... Này, đàn bà lúc bầu bí là rất là cần chồng chăm sóc, chiều chuộng đầy đủ đấy. Mà vừa bảo đi đón vợ một cái lại định kêu ca hả? Mẹ ơi, con không... Con... Con cái gì? Mà con nhớ nhá, con đang bầu bí như thế phải nhớ lời các cụ dặn đấy. Đứng thời phải vững đôi chân, đi không được đụng áo quần tả tơi, nghe thấy chưa? Mà này, đi lên cầu thang ấy, phải đi cẩn thận, chậm chậm, từ từ thôi, kẻo ngã thì làm sao? Nhỉ? Mẹ, sao mẹ lại... Sao? Ăn đi. Mẹ đợi bố đi tập thể dục về rồi ăn luôn một thể. Này, tổ hôm mà biết sắp có cháu ấy, ông ấy thích lắm. Đêm nằm ngủ cứ cậy sằng sặc ấy. Ôi, này, uống một ngụm đi cho nó xuôi. Bảo có muộn gì đâu, hai đứa hôm nào cũng như chạy giặc làm sao. Này, mẹ còn một cái đĩa gì nhỉ? Đĩa táo, để mẹ lấy ra. Đĩa táo mẹ gọt rồi, để mẹ lấy ra cho ăn. Em xin. Mẹ làm sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại lẫn lộn thế này? Em cứ đi làm đi. Hôm nay anh nghỉ ở nhà, đưa mẹ đi khám xem thế nào. Anh thuyết phục mẹ đi khám sớm nhá. Hôm nay em có cuộc họp không nghỉ được. Có tình hình thế nào thì gọi luôn cho em nhá. Được rồi. Cảm ơn chồng. Em đi cẩn thận nhá. Đang bầu bí thế này, làm sao mà dám phóng nhanh vượt ẩu. Bà. Em à, bác sĩ nói mẹ bị suy giảm trí nhớ, lẫn lộn các mốc thời điểm. Nó là một trong những biểu hiện của bệnh Alzheimer. Hả? Cái gì? Alzheimer á? Ừ. Bác sĩ đang nói chuyện riêng với mẹ để xem mức độ nghiêm trọng của bệnh đến đâu. Anh vào xem thế nào đã nhá. Ơ, San. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Tôi chưa chết đâu mà vội đến ăn mừng. Ơ kìa, mẹ, San bỏ cả làm chạy đến đây vì lo lắng cho mẹ. Sao mẹ lại nói thế? Chả biết đến thăm hay là có ý gì khác. Có khi trong bụng ấy đang buồn ấy, vì tôi chưa chết ngay nhé. Ơ kìa, mẹ. Đi thôi em. Ơi, cẩn thận. Cẩn thận, mẹ vừa lau đấy, vẫn còn trơn, ướt ngã thì làm sao. Ôi dồi ôi, đầu với chả ấp. Lúc nãy mẹ lau nhà xong, bảo là bật quạt cho nó khô. Thế rồi lại phơi quần áo lại quên mất đấy. Bây giờ có bầu rồi, con phải cẩn thận. Vâng ạ. Mẹ ơi, hôm nay con về sớm, mẹ nghỉ ngơi đi để con nấu cơm cho. Không cần đâu, cơm mẹ nấu sắp xong rồi. Mà này,
nhá, con đang nghén như thế, ngửi làm sao được mùi thức ăn. Con cứ lên rửa mặt mũi chân tay cho nó mát mẻ, rồi vả thằng Dũng xuống ăn luôn thể nhá. Đấy, còn bố mày nữa ấy, đã bảo chưa về ăn mà giờ này vẫn chả thấy mặt mũi đâu. Quyền chức để làm cái gì cơ chứ nhỉ? Mà đến bữa ăn với vợ con cũng chả ăn được. Ơ, vợ về buổi trưa à? Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? Mẹ đang ốm đau bệnh tật như thế mà anh vẫn còn tâm trí để sửa ảnh cho chị Nick à? Anh có phải trẻ trâu nữa đâu mà cứ suốt ngày lẽo đẽo vác máy đi theo chúng nó thế. Thế bây giờ vợ không đồng ý làm mẫu chồng nữa thì chồng chả phải chụp cho thiên hạ à? Mà phải công nhận là không có một cô mẫu nào qua được em với vụ ăn ảnh với cả diễn sâu. Sâu cái gì? Em cứ có cảm giác như vừa gặp ma ấy. Cái gì đấy? Mẹ lại vừa ngọt ngào với em như chưa từng gặp em ở trong viện. À, thì bác sĩ bảo mẹ lúc tỉnh lúc mơ, nhớ nhớ quên quên là triệu chứng của bệnh Alzheimer mà. Thậm chí rất có thể mẹ còn có những biểu hiện và hành động khác thường. Ý anh là gì? Là trước kia dù mẹ có ghét em nhưng mà mẹ còn phải kiềm chế. Còn bây giờ vì là mẹ không thể kiểm soát được hành động của mình nên là mẹ thích quát thì quát, thích mắng thì mắng. Chứ mẹ thích làm gì thì làm. Em cứ nói quá lên như thế. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi. Anh hy vọng là hết đơn thuốc này có thể bệnh tình của mẹ sẽ thuyên giảm. Nhưng mà vợ chồng mình cũng không thể nghỉ việc để về trông mẹ mãi như thế này được. Mà mẹ thì cũng không thể ở một mình được. Bệnh tình như thế anh không yên tâm. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì vợ chồng mình trở tay không kịp đâu. Thì đấy, em vừa nghĩ là sẽ thuê cho mẹ một bác giúp việc xong. Mẹ mình vẫn khỏe mạnh hoạt động bình thường, chỉ cần một người bầu bạn tâm sự và hỗ trợ mẹ trong việc cơm nước thôi. Có lý. Ừ. Vợ mình thông minh thật. Không phải nịnh. Thôi, tranh thủ lúc mẹ vui xuống ăn cơm đi. Không mẹ lên cơn ghét lại khổ thân em. Xe tới đâu rồi anh? Tôi đang chờ trước cửa đây rồi ạ. Vâng vâng, ok anh. Các anh là ai? Định làm cái gì đấy? Bọn anh có làm gì đâu mà cô em phải cuống lên thế. Tôi nói cho các anh biết, đang giữa thanh thiên bạch nhật, các anh không làm được gì tôi đâu. Bọn anh có lòng tốt, mang trả đồ cho em thôi. Em xem ngay có đúng không? Có cần mặc thử không? Nếu không đúng ấy, lần sau anh mang cho cái khác. Đúng thì thôi. Ê, ê, giữ đấy, bây giờ lưu manh nhiều lắm. Đi ông ơi.